Dạ vâng, chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với phòng kinh doanh xe qua sử dụng của Toyota Hiroshima Tân Cảng. Em là Cường Lã. Thì ngày hôm nay em Cường xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là mẫu xe ngay bên cạnh em đây, một mẫu xe cực kỳ nổi bật mang màu đỏ, đó là Innova Venturer. Thì mẫu xe Innova Venturer đã được Toyota bổ sung vào trong bộ sản phẩm vào hồi tháng khoảng tầm giữa năm 2018 nha quý vị. Thì đối với dòng xe Innova Venturer này á, thì nó sẽ nằm ở giữa phân khúc bản G và bản V. Thì nó sự khác biệt với bản G á, là nó được sơn bóng mặt ca lăng này và có những cái lẹp mạ chrome cũng như là bộ body kit xung quanh xe luôn nha quý vị. Phần đầu xe này, bên hông xe. Thì mẫu xe em có đây là mẫu xe 2019 và xe mới chạy chỉ có 27.000 thôi. Thì bây giờ em mời quý vị và các bạn cùng đi một vòng xung quanh xe đi để xem xe 2019 nó sẽ còn lại những cái gì và trang thiết bị của nó ra sao nha quý vị. Thì về màu sơn ở đây cũng rất là đẹp này, quý vị có thể thấy xe 2019 và bên em, xe này bên em nó dọn dẹp rồi. Thì phiên bản Venturer thì ngoài bộ body kit ra thì cái mâm của nó được trang bị mâm màu đen, nhìn xe sẽ cứng cáp và nhìn nó rất là nổi bật và đặc biệt hơn. Về động cơ và hộp số thì nó cũng hoàn toàn là tương tự thôi, không có gì thay đổi, không có gì khác biệt so với bản G. Đó, như quý vị thấy thì xe đã được trang bị thêm camera xe này. Rồi, chúng ta cùng sẽ bước vào xem nội thất của nó sẽ có gì khác biệt không nhá. Đó, thì nội thất của dòng Innova Venturer sẽ được trang bị nội thất màu đen nha quý vị. Màn hình DVD, điều hòa tự động này. Đối với dòng Venturer thì một điểm hơi đáng tiếc một xíu là nó vẫn là khởi động bằng chìa khóa chứ không có nút bấm nha quý vị. Về cái hàng ghế của nó thì cũng tương tự như bản G. Thì xe này sẽ được trên đăng kiểm sẽ thể hiện là xe 8 chỗ nha quý vị. Hàng ghế thứ ba chúng ta sẽ ngồi được cả 3 người luôn. Dạ vâng, thì giá bên em đang chào bán cho mẫu Innova Venturer này là 770 triệu nha quý vị. 2019, em xin nhắc lại là 2019, xe lướt chạy chỉ mới 27.000 thôi. Thì giá bán này cũng là cái giá để em đưa đến quý vị để quý vị có thể là tham khảo thôi. Còn ví dụ khi mà quý vị có thể xem xe trực tiếp thì chúng ta có thể là đàm phán và làm việc về giá. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.